Xin kính chào các bạn và các vị. Phòng làm việc của mình thì hiện nay điện thoại rải đầy sàn nhà, dẫm có khi té vì điện thoại mà chết mất. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề đầu tiên đó là phải an toàn cái đã. Vì thế mình đã mua một cái camera giám sát không dây Webvision S6203. Hiện nay về camera giám sát thì sử dụng rất nhiều, hầu như các cửa hàng điện thoại nói chung nhà ai cũng muốn có một cái để có chống trộm, còn biết thằng ăn trộm là ai lần sau còn tránh, nên là bắt nó thì cũng khó. Tự chung lại thì đây là một thiết bị cực kỳ độc đáo. Thứ nhất mình yêu thích là nó không cần dây nhựa quá lằng nhằng, kết nối thì cực kỳ nhanh. Và hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu các bạn về cái camera giám sát không dây này. Mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng 2 triệu đồng như cái thông tin website các bạn nhìn thấy màn hình. Khá là dễ chịu, cũng không phải là quá đắt. Điểm đầu tiên đó là cái thiết kế của cụm camera của mình thì trông rất là giống mấy cái con người ngoài hành tinh alien hay thấy trên TV. Cái đầu của nó có thể di chuyển một cách linh hoạt lên hoặc xuống. Và cái điểm thú vị đó là các bạn có thể dùng chính smartphone của mình kết nối, sau đó điều khiển được camera này xoay lên xuống hoặc là di chuyển xung quanh. Cái đế của nó là một cái đế có thể di chuyển xoay tròn được, vì thế nên cực kỳ tiện lợi cho việc các bạn muốn theo dõi hay là con cái ở nhà muốn xem học bài hay làm gì trong phòng thì các bạn đều có thể làm được. Ở cái phần camera này thì phía sau các bạn sẽ có một cái đuôi. Đây là đuôi các bạn hay thấy trên router wifi. Và cụ thể thì cái camera này có thể sử dụng kết nối wifi thay vì có dây. Thế nên mình mới nói là nó không cần dây nhựa lằng nhằng, chỉ cần mua về lắp đặt là có thể sử dụng được luôn. Và với cục router wifi này thì nó cũng có thêm lựa chọn, đó là dây mạng LAN ở bên dưới để các bạn có thể kết nối mạng sử dụng ở gia đình. Và nó sẽ hỗ trợ thẻ nhớ. Đây chính là một cái điểm thú vị, là thay vì sử dụng đầu ghi thì nó sử dụng luôn cái thẻ nhớ microSD các bạn hay có trên điện thoại di động để lưu trữ. Với một cái thẻ 8GB khi mua tặng kèm thì các bạn sẽ lưu trữ được một ngày, và cứ đầy nó sẽ tự động xóa bộ nhớ cũ và ghi đè cái mới lên. Hoặc các bạn có thể sắm một cái thẻ 64GB thì có thể ghi được khoảng cỡ 10 ngày gì đấy. Và bên dưới các bạn sẽ thấy là nó ghi tên địa chỉ admin và cũng như là wifi, ghi tên đăng nhập admin để chúng ta có thể truy cập từ trên điện thoại di động để có thể điều khiển được thiết bị của mình. Về cái chiếc camera này thì điều đầu tiên mà các bạn quan tâm đó là chất lượng của video như thế nào. Video này thì nó có rất nhiều cái lựa chọn khác nhau cho mọi người. Nếu mà các bạn muốn có một cái camera tốc độ khung hình mượt mà nhất thì nó sẽ có lựa chọn độ phân giải rất là thấp, chỉ là NHD 640x360 được cái tốc độ khung hình cao. Tuy nhiên nếu các bạn mà sử dụng wifi mạnh hoặc là sử dụng mạng dây LAN thì các bạn thể lựa chọn độ phân giải HD 720p 1280x720. Khi quay chế độ này thì màu sắc hình ảnh video trông rất rõ và màu sắc rõ nét và trung thực, có thể xem và xem các chi tiết mà không bị nhòe. Điều này cực kỳ lợi thế. Tuy nhiên thì cái camera này hết sức thông minh là chỉ cần nhận thấy đường truyền internet bị yếu thì nó sẽ giảm độ phân giải xuống cho các bạn để duy trì được kết nối liên tục và không bị giật. Ngoài ra thì cái điều kiện quay thiếu sáng của nó cũng tốt. Đây là một cái camera hỗ trợ Night Vision quay vào điều kiện ban đêm. Các bạn sẽ thấy là xung quanh ở mặt trước camera này thì có tới 12 đèn hồng ngoại cho phép chúng ta thể quay trong điều kiện thiếu sáng. Và kể cả khi mà mắt bạn hầu như không thấy gì thì các bạn vẫn có thể quay được khá là rõ ràng và có thể nhìn thấy rõ đối tượng chuyển động cũng như khuôn mặt người. Vì các bạn nó giống như là mắt của con tôm nhà mình vậy, và ban đêm thì hoạt động như ban ngày. Cái camera này thì còn có rất nhiều lợi thế là cái phần mềm của nó chính chủ qua cả trên iOS và Android. Tức nghĩa các bạn chỉ cần lắp đặt ở nhà này, các bạn để lên một cái đế, sau đó các bạn có thể kết nối wifi và tiếp theo là sử dụng điện thoại di động chúng ta đăng nhập vào. Phần mềm điện thoại di động thì sử dụng cái giao diện cũng rất dễ dùng. Nó cho phép chúng ta hướng dẫn có thể kết nối đến wifi, lưu trữ lại cả hình ảnh này, lưu trữ lại video, và video này thì sẽ kèm với âm thanh. Vâng, cái camera này của chúng ta sẽ có thể khả năng thu âm. Thế nên mà các bạn thì nghe được xem mọi người đang nói chuyện gì hay là chúng ta có thể đàm thoại được nếu mà cần từ xa. Và hiện nay cái mà mình mua họ còn tặng kèm với một cái sản phẩm là chuông báo chống trộm. Nếu mà khi mà trộm mở cửa thì lập tức sẽ có chuông báo kêu ầm ĩ cả lên cơ. Và như vậy mình đã có một video chia sẻ mọi người về camera IP Wi-Fi không dây Webvision 6203. Loại này có thể xoay 360 độ, quay phim HD 720p, khả năng quay đêm thiếu sáng rất tốt và không cần dây nhựa quá lằng nhằng. Và mua bây giờ thì có quà tặng. Và đây chính là cái công cụ giúp chúng mình có thể kiểm soát được xem ở review dạo có tên nào định nhảy đồ của mình hay không. Và các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Link mua hàng sẽ ở ngay ở bên dưới mục giới thiệu video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.